ghi là xe lai vô nhận lọc lớn, chia sẻ lên trên Hồ Xuân Hương với Hồ Thị luôn mấy ngoại với mày. Nói lai vậy đó, chia sẻ đi Mai, qua chia sẻ lại giùm chị cái. Bây giờ chị muốn đổ tên xin địa chỉ, chị thấy năm sinh chị qua số điện thoại này cho em nha, để em chốt đơn cho chị. Bác về. Ừ, mày chia sẻ chưa mày? Cái quà chia sẻ chưa? Để những lời với chị. Qua. Dạ đúng rồi, họ tên số điện thoại. Họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Đây, đây chia sẻ luôn nha. Kìa, vậy lậu quá. Dạ, em cảm ơn chị. Hello tất cả mọi người, bạn chia sẻ live stream nha. Hôm nay lên trên cái live này là muốn chia sẻ một cái bí quyết nha. Chị thấy tất cả mọi người nha. Chỉ với 250.000 thôi mà mấy bạn ơi, từ sáng tới giờ đeo chiếc nhẫn tỳ hưu chỉ có 250.000 thôi. Trong live stream này đang chợ thỉnh nha, còn có 250.000 thôi mà tiền bán hàng được rất là nhiều. Đó thì bây giờ bạn nào làm mà không có dư, làm hoài không thấy tiền vô, hoặc là tất cả các nguồn tiền nó không có vô mình, thì comment giùm Hương. Khách mới comment chữ M, khách cũ comment chữ C ngay đầu số điện thoại và tên hàng nha, để được chốt hàng. Chị đảm bảo với mấy bạn luôn, mấy bạn thỉnh về là lọc lá tràn đầy nha. Từ sáng tới giờ này mấy bạn coi nè, tiền đô tiền Việt vô đầy đủ luôn nha. Và chị đảm bảo luôn, ai mà thỉnh về không có tiền chị hoàn tiền trở lại nha. Giá chỉ có 250.000 thôi là nhẫn tỳ hưu nha. Bây giờ mấy bạn ơi, comment số điện thoại đi, khách mới comment chữ M, khách cũ comment chữ C để được chốt nha. Giá là chỉ có 250.000 thôi nha, 250.000 một chốt. Không thấy ai alo Nguyễn Vy ơi, để số điện thoại lại giùm chị nha. Bây giờ nè, mình còn đúng 70 chiếc nhẫn tỳ hưu, giá là 250 một chiếc. Bạn nào lấy nhẫn tỳ hưu comment nhanh giùm chị nhẫn tỳ hưu và số điện thoại nha. Khách mới comment chữ M, khách cũ comment chữ C. Comment một chữ M không, không có biết gì đâu nha. Em Trương Quang Bộ có điên điên vừa vừa thôi. Tao đang bực mình đó nha Trương Quang Bộ. Chị ơi, chồng em có người theo kiếm chuyện tối ngày, không làm ăn được gì hết, thỉnh cho chị vòng Haru nha. Mấy bạn ơi, thỉnh cái gì ghi tên món hàng, số điện thoại, chữ M ghi M, chữ cũ ghi cũ nha. Đây nè, dòng nè, bảo đảm với mọi người luôn, chỉ có dòng heo 2 cục thì còn được 35 cái nha. Chồng em bán gà đá, thỉnh cho chồng em dòng tỳ hưu đi, cho chị dòng tỳ hưu ơi. Thì Quanh Nguyễn ơi, bạn thỉnh cái gì vô Quanh Nguyễn, để chữ M không là không có biết cái gì đâu nha. Thỉnh cái gì để lại giùm chị số điện thoại mấy bạn ơi. Chồng em bị chồng người ta theo kiếm, thỉnh cái gì vô Nguyễn Vy ơi, em để số điện thoại em thỉnh cái gì vô, ghi tên món hàng giùm chị luôn. Thỉnh dòng tỳ hưu thì ghi dòng tỳ hưu, dòng túi tiền thì ghi dòng túi tiền. M thỉnh cái gì vô Nguyễn Bích. Em mờ nhẫn tỳ hưu đúng rồi nha. Bạn nào thỉnh cái gì cứ ghi giùm chị nha. Thỉnh nhẫn tỳ hưu ghi nhẫn tỳ hưu, nhẫn hồ ly ghi nhẫn hồ ly. Mấy bạn ơi, mấy bạn phải comment nhẫn tỳ hưu em mờ chính xác luôn, tẹp po. Nè mấy bạn ơi, làm giống như vậy nè mấy bạn. Đó, cái comment mà chị ghi em đó, là bạn nào muốn được chốt hàng nhanh chóng thì comment giùm chị nha. Khách cũ comment chữ C, khách mới comment chữ M nha. M mới vòng 250 không có em ơi, chỉ có vòng 300.000 là vòng túi tiền nha. Vòng túi tiền chợ thỉnh còn 300.000, mấy bạn phải ghi tên món hàng giùm chị mới biết được mà chốt nha mấy bạn ơi. M là khách mới, C là khách cũ, nhanh tay lên mấy bạn ơi, tại vì số lượng có hạn. Cho em xem trái châu 1,5 triệu, trái châu 1,5 triệu đâu mất mẹ rồi. Mấy bạn ơi phải ghi không? Ai mà đặt hàng đặt cái gì nhớ để lại số điện thoại và ghi tên món hàng luôn nha. Và đây là trái châu 1,5 triệu nha. Trái châu này đi ra từ cửa Phật của thần Bụng Bự, rất là linh ứng, chị đảm bảo 100%. Thỉnh trái châu về cầu nhà được nhà, cầu xe, cầu tiền được tiền, nhẫn tỳ hưu đúng rồi đó nè. Bạn nào thỉnh cái gì thì comment giống vậy nè nha, để mà biết được nha. Thỉnh nhẫn tỳ hưu đó là comment chữ nhẫn tỳ hưu, comment cái gì là thỉnh cái đó mấy bạn ơi. Bên Hương sẽ có số điện thoại chốt đơn liền ngay tức khắc.
Mấy bạn nào khách cũ thì không có gọi điện thoại nha. Đây em mời, em mời mà thỉnh cái gì vậy em ơi, em thỉnh cái gì vậy? Comment đúng nội dung của chị nha, tên hàng, số điện thoại và khách mới khách cũ, comment chữ M và chữ C nha, để mà được chốt hàng nhanh chóng mấy bạn ơi. Đây từ sáng giờ nè, đeo nhẫn thì hu buôn bán cả trăm triệu trên tay. Mấy bạn muốn thì bạn cũng giống như Hương đi, cả trăm triệu trên tay nè. Mình á muốn mà không có inbox được bạn ơi, thập bái lưỡi mình bây giờ là không có thời gian inbox đâu, tại vì số lượng hàng rất là nhiều. Mấy bạn muốn được chốt nhanh chóng, mấy bạn chỉ việc để là cho chị tên hàng, số điện thoại, chữ M hoặc chữ C. C là khách mới. Ủa, M là khách mới, C là khách cũ nha. Nguyễn Thế Tài, nhẫn tì hưu 250k, hai nhẫn, để là số điện thoại giùm chị nha. Kim Trang ơi, em chỉ cần để là nhẫn tì hưu, hai nhẫn tì hưu, số điện thoại, chữ M là em là khách. Nhẫn tì hưu M đúng rồi nha, tiệp bé đó. Comment giống vậy nha, giữ được tiền thỉnh hộp gỗ hoặc là vòng túi tiền nha. Vòng Haru cho chị cái vòng Haru với Hiền ơi. Vòng Haru giá là 800.000 một vòng nha các bạn. Nhanh tay được rồi, có rồi với Hiền. Đây nha, vòng Haru hút mọi vận xui, nuốt đi mọi cái xui nha. Giá là 800.000 một vòng nha. Rồi ok, chị thấy em rồi nha Kim Trang. Vòng kinh 5 vòng khi nhận là sẽ có hướng dẫn sử dụng. Chồng em chạy xe tải thỉnh cho chị vòng Haru đi, để nuốt đi mọi cái tai nạn cũng như mọi cái điều xui xẻo trong cuộc sống, để cho chồng em được tốt hơn nha. Chị đảm bảo 100% luôn. Những ai thỉnh dòng túi tiền với lại dòng heo hai cục thì chị còn có 35 cái thôi. Mấy bạn có biết không, tại sao mà cái dòng heo này bữa giờ nó bị cháy hàng? Hôm bữa chị Hương về 1000+ cái nhưng mà nó bị hết hàng nha. Tại vì nè, heo này nè, Linh Châu được làm trong bụng heo, hai bên là hai cái nam châm hút tiền, hút vô vô bụng heo, heo giữ tiền lại cho mình. Ai có được heo hai cục này trong năm nay, nếu không vào chị hoàn cho 100 triệu nha, đảm bảo 100%. Và chị chỉ còn duy nhất 35 cái dòng heo hai cục. Bạn nào lấy heo hai cục comment nhanh giùm chị là heo hai cục, số điện thoại và khách mới khách cũ nha. Cũ thì comment chữ C đầu số điện thoại, khách mới thì comment chữ M. Cô thấy tất cả mọi người, nhưng mà vì cái số lượng dòng heo này nè, hôm bữa mình tưởng hết, ai ngờ lục ra hồi sáng đi còn 35 cái, trời ơi mừng ơi là mừng. Tại vì giá chỉ có 500.000 thôi, mà trong năm nay sẽ chiêu tài kích lộc đem về vận may cho bạn rất là nhiều. Dòng này chỉ có 500.000 thôi nha. Đây heo miệng ngậm đồng tiền, hai bên là hai cái trái trâu hút 500 hút tiền nha mấy bạn. Giá chỉ có 500.000 mà chị Hương còn đúng 35 cái thôi. Hồi nãy bên kia là 3-4 bạn lấy rồi, bây giờ còn nha. Dòng tì hưu là chị đang đeo trên tay, giá là 500.000 một vòng nha mấy bạn. Giá 500.000 một vòng. Ủa, giá là 800.000 một vòng nha. Dòng tì hưu giá là 800.000 một vòng nha. Heo hai cục giá là 500 nha. Bạn nào thỉnh heo hai cục comment giùm chị heo hai cục. Không em ơi, có một màu vàng thôi, không có màu trắng nha em. Thi cử mà muốn đậu á, thỉnh cho chị dòng túi tiền 300k nha. Dòng này vừa giữ tiền, vừa giữ lộc, vừa tốt cho bạn nha. Heo hai cục rồi, mới chị thấy rồi nha, chốt cho em nha, tiệp bo còn 30 cái. Bạn nào lấy heo hai cục thì nhanh lên. Muốn có dư thỉnh heo hai cục gì cho chị, trong năm 2019 không dư chị đền lại cho 100 triệu nha. 100% nha em. M rồi Kim Trang, em M Kim Trang thỉnh gì vậy Kim Trang ơi? Em là khách mới, em thỉnh cái gì em comment giùm chị để bên chị chốt đơn cho nhanh nha. Thỉnh cái gì comment luôn nha. Đây mấy bạn ơi, cái dòng heo hai cục này thật sự còn có 30 cái thôi, mấy bạn nào lấy thì comment nhanh lên. Đây nha, bán cho mấy bạn rồi nhưng mà vẫn phải chừa lại cho bản thân một cái. Tại vì nếu không nhờ cái vòng heo hai cục này sẽ không có nhà cửa, không có này có kia đồ. Cho nên bây giờ bạn nào lấy heo hai cục nhanh tay comment giùm chị heo hai cục, số điện thoại và khách mới nha. Con trai đeo nhẫn tì hưu được nha em, nhẫn tì hưu đem về tiền rất là nhiều nha. Đây chị đang đeo trên tay chị đây, 100% tiền lọc về rất là nhiều, chị đảm bảo luôn nha. Vì số lượng có hạn, mấy bạn hiểu không? Còn những ai bình dân làm ăn mà có thể thỉnh cái dòng tiền hưu này, giá chỉ có 800.000 thôi, nhưng mà kích lộng kích vật may rất là hay, chị đảm bảo 100%. Nhẫn tì hưu hai nhẫn, để lên số điện thoại giùm nha. Bạn comment giùm mình là nhẫn tì hưu hai nhẫn và số điện thoại chữ M hoặc là chữ C khách cũ khách mới nha Kim Trang. Heo hai cục khách mới rồi, ok. Hai heo hai cục còn 20 cái thôi nha. Bạn nào lấy heo hai cục comment nhanh lên giùm chị nha. Làm mà không có dư thỉnh heo hai cục đi, để cho nó nuốt tiền nuốt tài lại cho mình, cho nó giữ lại không có cho cơ tiền đi ra. Vòng heo hai cục cũ rồi, ok. Vòng heo Duyên Út chị thấy chốt cho em luôn nha Duyên Út ơi. Khách nào khách cũ là không cần phải gọi điện thoại, chỉ có khách mới thì bên chị gọi chốt thôi nha. Là giờ làm sao cô Hương, làm sao là làm sao? Đặt một dòng túi tiền ở trên
Chị nói chuyện chậm chậm là em không nghe kịp, không nghe kịp thoát like đi em, giống như bản thân chị nha. Khi mà chị làm một cái quần què gì đó mà chị cảm thấy không thích, chị thoát like, giống như em nghe chị nói không kịp là em thoát like đi, em khỏi coi nữa. Nhẫn tỳ hô em mờ rồi, ok heo lâm nha. Bạn nào khách mới ghi giùm chị chữ M. Khách mới là sao? Khách mới là khách chưa bao giờ mua hàng bên chị, còn khách cũ là khách đã từng mua hàng bên chị. Thì khách cũ chỉ cần comment giùm chị chữ C, số điện thoại và tên hàng. Khách mới thì comment chữ M, tên hàng và số điện thoại. Đeo hay tháo ra là sao bạn? Vòng heo với giá là 500, nhẫn tỳ hưu giá 250. Mỹ Lan ơi, để là số điện thoại giùm chị luôn nha. Phải có số điện thoại thì mới được chốt nha. Còn có 15 cái dòng heo hay cầu hối bạn nhanh tay lên nha. Chậm tay là không còn nữa đâu nha. Ủa anh Phúc anh đi đâu rồi? Làm gái thỉnh dòng gì hả em? Làm gái thỉnh heo hai cục đi, em nuốt tiền của chai vô. Bạn nào mà mua một món xong một lát chốt món sau đó thì mình sẽ ghi cho chị chữ dồn đơn nha mấy bạn, để mà đỡ tốn tiền ship nha. Vòng 5 vòng con đeo sao chị có tác dụng vậy? Trời má thì cái comment động muốn sản luôn vậy. Nhẫn tỳ hô hai nhẫn em mờ rồi. Kim Trang thấy rồi nha, Kim Trang chốt nha. Kim Trang ơi, đây chị đảm bảo 100% với mấy bạn luôn. Cái này rất là hiệu quả, dòng heo hai cục mấy bạn thỉnh về, nếu không có tiền chị Hương hoàn lại cho mấy bạn 100 triệu, đảm bảo với mấy bạn luôn. Thỉnh cái dòng 500 ngàn mà hoàn lại 100 triệu nếu đeo trong 17 ngày không có hiệu quả. Làm gì làm, tới cuối năm tự nhiên sẽ có dư. Mấy bạn ơi, dầu mây hương hả? Dầu mây hương còn không? Không biết còn không, để chị coi coi. Cho chị dầu bé Hoa, cho chị Hương dầu mây hương còn bé Hoa. Sao lông chị sẽ... Sao lông của bé? Rồi. Dầu mê hương thì giá là 500 ngàn một chai nha. Công dụng của dầu mê hương á là dầu mê hương kích hoạt vận may giúp cho mình nha. Những ai mà mình yêu thương cái thằng nào lâu năm quá, nó chịch mình bao nhiêu năm bây giờ nó chán nó không chịch nữa, thỉnh ngay cho chị một cái dầu mê hương sơn phép. Giá là 500 ngàn một chai, đảm bảo với mấy bạn thằng đó tự nhiên nó sẽ quay về, nó sẽ yêu thương nha. Ai lấy dầu mây hương comment dầu mây hương, số điện thoại khách mới khách cũ. Mấy bạn lưu ý giùm chị nha, khách mới comment chữ M, khách cũ comment chữ C. Vòng heo hai cục tuổi nào đeo cũng được em. Cái điều kiêng kỵ của vòng heo hai cục là khi đeo về tiền nó rất là nhiều. Trái châu bạn không sử dụng đúng cách nó sẽ không có hiệu quả nha Đào Minh Hằng. Bạn phải sử dụng đúng cách thì nó mới linh, bạn hiểu không? Khi mà sử dụng không đúng cách nó sẽ không có hiệu quả nha. Vòng 5 vòng con đeo được bao nhiêu ngày? Mờ heo hai cục rồi, Trịnh Thị Trúc Giang chốt cho bạn luôn nha. Trịnh Thị Trúc Giang ơi, chị ơi nhẫn tỳ hưu bao nhiêu? Nhẫn tỳ hưu 250k nha. Chị thấy em Quy Lê ơi, không phải là chị thấy em mà chị thấy comment của em nha. Đây, bạn nào chưa từng thỉnh qua thì thỉnh đi. Đây nè là một cái sách nói chuyện, mình dùng giống như là son dưỡng môi, mình bôi lên trên môi của mình, sau đó mình sẽ dùng son bình thường. Thì cái sách nói chuyện này giúp cho bạn có được cái lời nói với đối phương, giúp cho được tin tưởng, giúp cho được yêu thương, giúp cho chồng mình nghe lời mình. Dầu mây hương thoa vào cổ nha em, thì giúp cho mình nó cầu gì được đó. Thì đây là một cái sách nói chuyện trợ duyên cho những ai mà trước giờ mình kiểu như bị người ta ghét, mình không có cảm tình với mọi người. Chị đang ở Việt Nam nha Dung Nguyễn. Buôn bán á mà em muốn đắt khách á là em thỉnh cho chị hộp gỗ. Hộp gỗ còn không vậy? Hộp gỗ còn chị. Còn nhiều không? Đó để em coi coi chạy làm sao trong cái hộp đen đó chị. Cho chị cái hộp gỗ mấy em. Đen nhiều lắm, mười mấy 20 cái nè. Em đem 23 cái gì qua. Nhiều quá hả? Nhiều quá hả? Heo hai cục em mờ tháo gì chị không? Cái này tháo ra được luôn. Cục vàng của chị về rồi kìa. Bé Hoa ơi, chị có đặt sim á, lát nó gọi cho số cưng nha bé Hoa. Đó, đưa cái máy iPhone 7 của Hoa xài đi. Rồi đưa mấy cái máy kia đi cho chị, lát chị đổi sim cho. Đâu, nhiêu tiền? Có mua 3 iPhone luôn không? Dán chưa? Dán chưa? Rồi đưa chị, đâu máy bé Hoa đâu. Đổi sim qua cho bé Hoa luôn chưa? Ủa có 2 máy rồi hả? Hai máy gì vậy? Này mới đó. Này của Hoa đâu phải không? Cái mà có sim rồi đó đó. Nè đưa Hoa đi, của nó nè, khách gọi nè. Đưa đi. Nè đưa lại phép làm vòng của nó nè.
nè, đưa năm vòng cho nó. Thiện, Thiện có xin nó cây giọt sim không? Có. Nè đưa cái này cho ông Thiện. Đưa cho ông Thiện. Bé Quyên điện thoại Quyên không? Bé Quyên làm đỡ đó thì lát đổi sao nha. Rồi dây phone đâu, đưa dây phone cho chị. Cái này là vậy quá, còn mình cho mình mua dây phone hay là cái gì á, mình được giảm 200 nghìn. Rồi Quyên, dây phone của con nè, của Qua nè, Qua nè, chữ nha, Thiền nè. Rồi nè, dây sạc đâu, dây sạc đâu, đưa đây hết cho tao rồi. Đứa nào chưa có dây sạc nữa không? Nè, cốc sạc nè, đứa nào cần cốc sạc? Bé Quyên có cục sạc chưa? Dạ. Nè chị giao cho cưng nha, Quyên mất là cưng đền nha. Nè cưng là có đột nè bé Hiền nè. Đưa tiền cho Quang, đưa tiền cho Quang qua bóp chị. Rồi đây chị gửi cho. Dầu mê hương nè. Mình chỉ bây giờ chị nói đơn giản cho nghe. Ví dụ như bây giờ mấy bạn nghĩ đi, mình có một thằng chồng, đúng không? Nó đè nó chịch mình bao nhiêu năm, tự nhiên một ngày nào đó đột nhiên nó bỏ mình nó đi, trời đất ơi, tao nói cái lúc đó là máu háng nó dồn lên tới máu não. Thì điện lại cho người ta. Mày tích lên, mày biết tích không vậy? Mày có tích không vậy? Dạ có, mới lấy tờ giấy à. Đưa cái giấy cho nó không? Đưa giấy. Bà ơi, biết rồi. Có gì tích vô nha, đủ máy sáu đường nào chửi chết mẹ đó. Rồi bé Hoa sao rồi, điện thoại đó được không? Bé Hoa, cái điện thoại đó được không? Hay là muốn mua iPhone X Max? Làm cái gì mà cũng bị xui xẻo, cho chị 4 miếng vàng đi. Thiện cho chị miếng vàng, ủa lộn hùng, cho chị miếng vàng hùng. Nhân viên chị nhiều không? Chị đéo có biết mà nó ngồi đầy cái nhà vui lắm em. Nhân viên của chị vui lắm. Giống như có chị nói em nghe em bữa, nhỏ kia, nhỏ nhân viên chị nhỏ kia nghĩ rồi, nó thích thằng Lee Minh Hu. Cái nó gặp thằng nó ngay sân bay, bỏ cái tay cho chị. Cái nó muốn chịch thằng đó mà nó chịch đâu có được. Cái nó về nó nói sao không, chị Hương ơi em gặp Lee Minh Hu ngoài sân bay em muốn chịch nó quá, mà em nó không có chịu chịch em. Trời đất ơi, trời mấy bạn biết không, chị đâu có vừa. Bé Mai tao, mày tánh mày kỳ quá. Mai tao nói thiệt, người mày kỳ. Nó chửi không em kìa. Chửi gì? Nó không có đặt hàng lộn gì hết. Lấy ra ngoài xong lấy. Đây nè, cái miếng vàng á là 100 ngàn một miếng. Bạn nào xui quá hơn chị cho, chị cần 400 ngàn thôi. Ấn 4 miếng vàng lên trên tay nha. Đây các bạn, 100 ngàn một miếng. Bạn nào lấy miếng vàng heo hai cục, dòng heo hai cục rồi ok. Bên chị có quản lý hàng, em quản lý nó đứng lồn lắm. Nghĩ sao nó lấy miếng vàng cho chị nè. Bé Hoa nhìn lấy miếng vàng nào quá. À chịu. Rồi mày ngồi đi, chát thêm 2 miếng nữa. Bây giờ nha, cái miếng vàng này nè là 2 miếng trên tay của chị. Một người chỉ cần 4 miếng. Dòng heo xay là hết hàng luôn rồi em, thầy không có làm nữa. Đây nha, một người chỉ cần 2 miếng, 4 miếng thôi. Mình thỉnh về đúng không? Mình để miếng vàng lên tay xong mình sẽ chà nè, vuốt mặt vuốt cổ nè, cầu cho con mua mai bán đắt, dù cho con tấn tài tấn lộc trong năm. Đó là sẽ hết nha, nè hết nè. Đó làm lại cho chị thêm mấy miếng nữa. Thì miếng vàng á là làm cho những ai mà cái bận hạn xui quá, những ai mà không được may mắn, cười xỉu. Không được may mắn, mọi cái hạn của mình là đều đi xuống là sẽ thỉnh cho chị miếng vàng. Giá của miếng vàng, bé Mai, mày đeo tay phone đi mày. Tôi đưa tay phone cho mày chi vậy? Mới đó là dây trắng cũng là dòng túi. Bé Quyên, con nghiêm tay phone vô đi. Em để vô cũng sắt hoặc là để trong giỏ tiền của mình nha. Nó này giờ dính. Bây giờ bé Quyên đổi sim không không? Dạ. Nè đổi cho nó đi Hùng. Tại vì nó hợp gì đó, em hợp gì đó đó em. Đổi sim cho nó đi, đổi sim cho nó. Nè. Đổi sim qua máy đó. Kệ đưa máy cho Hùng đổi cho ra trời nha. Miếng vàng này giá là 400 mà chị chỉ có 2 sắp thôi nha mấy bạn. Mày lấy cái miếng vàng xấu thiệt luôn á Hùng. Em không biết lấy à. Vòng tôi chị có bé Hoa, mày lại mày lấy miếng vàng chị đó, Hoa nó lấy miếng vàng như cái lồng lộn người ta vậy đó. Chị có 2 sắp thôi mấy bạn, một giá một miếng chỉ có 100 ngàn thôi. Bạn nào lấy miếng vàng comment nhanh lên nè, chú kia nè, nói cho con tấn tài tấn lộc trong năm mới, tiền về phủ phê nha mấy bạn. Nè để cái này quá nè mấy bạn sẽ coi. Bé quản lý nó giục luôn miếng vàng, mấy bạn coi nè. Một miếng không có linh, từ 2 miếng trở lên. Cô ơi con hỏi cô sao cô không trả lời, tại vì cô không có thấy. Nè đó. Ủa, xem đâu, xem đâu. Xem trong máy nhỏ đó.
Nè, một miếng nha. Hai miếng đi qua. Ờ đúng rồi, xớt qua đi. Xớt qua. À, mình hỏi nó thử coi được không. Rồi được rồi. Đây nha, hai miếng vàng nè. Gửi hộp gỗ chưa, có ai chốt cho con chưa? Bây giờ bạn nào đặt hộp gỗ, khách mới comment chữ M, khách cũ comment chữ C cho chị và món hàng nha. Đây, thì đây là hộp gỗ giá 800 ngàn mà chị còn đúng 20 cái rồi, đổi sim qua đi rồi đưa cái iPhone 6 đó cho tao. Đưa cái iPhone 6 là dây vô hả? Ừ. Đưa chỗ Quyên luôn đi, lát nữa gắn sim ghi vô đổi qua hết mà. Giờ cung đăng nhập Zalo lại đi Quyên, không biết không? Tải Zalo vậy hả? Biết không? Chưa 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 chưa. Biết rồi. Không có, em hiểu mà. Xí đợi chị 2 phút nha. Đưa tờ giấy kia viết chị ơi. Đưa tờ giấy kia viết cái. Rồi. Nè. Đi đâu nè. Tại vì mày không cài là mày không ra đơn được đâu. Nghe không mấy quà? Có bình thường á. Làm gì có bình thường, sao được, cái máy thường làm gì có. Máy mới mà. Mày điên hả qua cái... Nhưng mà nó cái kiosk nó chưa có nhập. Wifi chưa nhập luôn. Cái gì vậy? Nhưng mà giờ vô đâu được đâu. Vô được nhưng mà ý là hiểu không? Nó phải cài lại từ đầu. Ờ, heo vàng hết nha. Ồ, sao vậy? Nó bỏ tay vô miệng lên hơn trần. Tao anh ra rồi. Chị mới là con. Ai ai biết con? Có bị bệnh không? Mới ăn no lắm, mới ăn cơ cháo thôi. Mà thằng ngủ gục đêm ngủ không chị? Ăn hết, chết. Chết Linh nha, nghiếp chiếp mẹ nha. Nè nè Linh, Linh. Nè, cho chiếp bỏ một mình. Không muốn Linh giữ nữa nha. Cho chiếp tự tắm tự ăn. Tự xử luôn nhờ, trời đánh đi ông hồ luôn hả? Đánh ông hồ hả? Chết nè. Ăn nhiếp chiếc mẹ nè, có cho chiếc mẹ ăn sô la chưa? Không, không chịu lấy sô la cho chiếc mẹ ăn nha. Đánh coi chỗ nào, đánh coi chỗ nào. Gác mẹ hả?
Nè Linh chết Linh nha, Linh 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 bắt kiếm ngủ cho mau lớn nha. Chiều ngủ thôi, ngồi chơi con, ngồi lại chị Thu. Tôi tên là Chip Thúi, con của bạn Hương Kiên. Chiều kia tôi ở trên trời được dậy gật chuông làm ngồi. Thỉnh 20 ngày về á mà chưa có lòng, mà tại vì do cái hàng em này là lên 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 trả người lên đây. Hộp gỗ công năng là giúp cho mình đẻ tiền nha, và số lượng có hạn. Bạn nào thỉnh mày in đơn thử có được không à? Được không? Rồi bé với Quyên đối mày chỉnh cho kìa. Em vô đang nhập vô rồi. Nhưng mà cứ phải cài máy in nữa. Chị ơi, cài cho nó đi mày. Đi đặt những tiền hưu với heo 2 cục đúng không? Quyên. Đưa máy in cho mấy mày cài đi. Là 250 heo 2 cục là máy in với lại cơ quản lý luôn, phải cài mới được. Mở máy in lên. Rồi cưng đưa mày nó cài, tại vì máy nó có máy chị không có nhớ cái đó. Tại nó cài cái đó xong cưng mới in được, thôi là cưng in đúng có được. Vòng 5 vòng từ 3 cho tới 27 ngày sẽ có hiệu quả nha. Mấy bạn ơi chỉ cần chia sẻ live stream thôi. Vòng heo 2 cục chắc hết rồi em ơi, tại vì số lượng có hạn nha. Vòng heo 2 cục giá 500, vòng túi tiền giá 300. Bạn nào lấy thì comment nhanh lên giùm chị nha. Đây là vòng túi tiền, bên đây là vòng heo 2 cục nha. Bạn nào khách mới comment chữ M, bạn nào khách cũ comment chữ C để bên nhân viên chị dễ chốt hàng nha mấy bạn. Chị đảm bảo 100% luôn. Tiền về như núi, mấy bạn thỉnh cái này về. Nếu mà không có tiền chị Hương hoàn tiền lại nha. Thỉnh 500 ngàn hoàn cho mấy bạn 100 triệu nha. Cô coi giúp em làm công ty mà sau 2 tháng nay chưa có lương gì, em phải nói chuyện với công ty chứ sao cô coi được con. Cái đó là qua, cái đó là xa quá rồi đó. Cải vận bà xăm nốt ruồi giá là 3 triệu nha. Trần Thúy ơi, do bạn bị thiếu cái được không vậy? Thiện làm được không? Một chút quá là phải ghi cho thằng Thiện 2 cái bát Facebook luôn. Tại vì Facebook là nó phải đo, tại vì nó phải ngồi nó xóa comment giùm chị không? Giờ mày có xóa được đâu? Bánh nít luôn. Nít là mấy mày đó. Mấy mày nó dữ quá. Tại vì hiện tại bây giờ là mình mới muốn nó một người. Người đó có cái nhiệm vụ ngồi xóa những cái comment nhẩm lồn. Cho nên bạn nào mà comment nhẩm lồn là chỉ được một lần duy nhất là sẽ được bị block chỉnh diện. Xóa hết hình rồi. Sao vậy? Chị chụp hình chị vô chị vô. Chụp lâu quá. Mà mày chụp hình mày vô đó chị. Gỡ qua đi nè. Đâu còn cái điện. Ê xí đi, còn cái điện thoại đâu mất rồi. Ba cái điện thoại luôn mà. Tại vì nó nói tới 4-5 giờ chiều. Chị sợ mấy bé qua mất doanh thu. Cho nên là chị phải đem cái máy về gấp. Sáp nói chuyện được chợ Thịnh là tặng heo vàng nha. Ủa hồn tao kia mày mua thuốc cho nó uống, mày mua chưa mua cho ăn. Ăn heo vàng hết nha mấy con. Có dặn đâu không nhớ. Không 0908 831 837. Em nói chuyện với bạn với nhau mà. Ai? Nhớ chi lắm mà. Nó chơi là chi lép chi chi mà. Nè bạn ơi, sáp nói chuyện giá là 700 ngàn nha. Vòng túi tiền đó là chị nói đơn giản vậy nha. Hù, chà anh Lầu Kim Phúc mở tủ sách lấy hết tiền cho chị. Nhanh đi. Cái vòng túi tiền giá là 300 ngàn một vòng. Mình chỉ cần thỉnh cái vòng túi tiền đeo trong tay cho chị đúng 7 ngày. Sau đó mình sẽ tháo cái vòng túi tiền ra. Thì tự nhiên cơ lọc nó về nha. Chỉ cần đeo đúng 7 ngày, không cần phải đeo nhiều nha. Chị đảm bảo 100% luôn nha. Trần Thúy ơi, inbox lại giùm nha. Trần Thúy ơi, làm ngân hàng mua bán nhà đất thì thỉnh cho chị là hộp gỗ. Tao kêu đeo tay phone từ nãy giờ 80kg. Dạ thương máy, họ hết pin. Bình thường mày đâu có biết sạc. Trời ơi,
cho em con nha. Thôi chị lo gọi em hoài. Cái gì anh chị quỳ luôn chị. Quế Long Tiền hình cái gì vậy? Quế Long Tiền vòng heo hai cục ok vì em thương anh. Trời nghe cái tên là đặt cái vòng heo hai cục là đúng luôn á. Vì em thương anh là hiểu không, đây là thằng anh nè, mình lấy xong đẻ đứa con là thành ba cục đó, là gọi là vòng heo hai cục. Cho nên thỉnh vòng heo hai cục về để đẻ con, đẻ cái, đẻ tiền nha. Không đẻ con hả? Cảm ơn nha, đừng nghi lộn nha, em chỉ nhờ lấy tiền thôi chứ không làm gì đâu. Bớt nói là chết luôn á. Vòng túi tiền chị nhận được rồi mà nhỏ quá chị ơi. Cái vòng này công dụng của nó là khi đeo nó phải bó tiền lại, chị hiểu ý em không? Cho nên là nó hơi bị chật, nhưng mà cái đó là cái quyền năng của thầy làm ra. Còn gì khác không chị? Trời em ơi, chị có cả trăm cả ngàn cái khác, em muốn cái gì khác? Vòng heo hai cục nha. Vòng heo hai cục nãy giờ 35 đơn chưa thiệt? Vòng heo hai cục chỉ có 35 cái thôi nha chú. Mấy bầm nè, nó được không bà? Dòng túi tiền một cái là khách mới hay khách cũ? Dòng amulet chị đang đeo trên cổ có thỉnh nha. Giá của dây amulet là 1.800.000 nha. Khi mà mình ủ 1.700.000, khi mà thỉnh cái dây này về tiền nói chuyện rất là nhiều. Sáp nói chuyện bên chị giá 700.000. Đây là một cái loại sáp nói chuyện cho người ta nghe lời mình. Cho chị con bồ hồ ly đi bé Quyên. Hả? Chị kể cho mấy bạn nghe. Hôn tà lương. Khi mà mình yêu thích một người mà mình không chịch được nó. Thị trấn Tô Thạch. Con bồ hồ ly không phải? Đúng không? Tô Thạch hả? Tôi biết con bồ hồ ly không? Rồi. Ừ đúng rồi. Đây nè, khi mà mình thích một người mình không chịch được nó, mấy bạn chỉ việc thỉnh cho chị một cái combo hồ ly giá 900.000. Chị đảm bảo luôn nha, bồ mà dù cho có bỏ mình đi bao nhiêu năm mình thì chị không cần biết. Khi mà sử dụng cái này mấy bạn kêu tên cái thằng đó, tự nhiên nó quay lại nó kiếm mình nha. Trường hợp á là Hương cũng từng xài, người cũ cũng từng kiếm lại mình khi mà mình xài cái combo. Lúc đó mình chỉ thử nghiệm thôi, ngờ quay lại kiếm thiệt mấy bạn đó. Thì cái combo hồ ly này rất là hiệu quả, giá 900.000 dành cho những thằng đang chịch mình mà nứng cặt đi chịch con khác đó, là mình sẽ thỉnh combo hồ ly này, giá là chỉ có 900.000 thôi. Mấy bạn nhanh tay lên, hồ ly là một cái linh vật rất mà gọi như là hiền hữu trong cái tình cảm. Khi mà có là nó sẽ thành công. Tao nói mày nghe nè, má mày đặt cái tên của mày á là nhiều khi tao thấy tội nghiệp cho mày, hiểu không? Tại vì cuộc đời mày làm gì cũng thất bại á, cho nên má mày đặt tên thành công. Mày hiểu không? Giống như người ta chỉ đặt tên gì đó cũng được, còn mày đặt tên là thành công là tại vì mày hiểu không? Trong cuộc đời mày làm cái lồn mày cũng thất bại hết, cho nên má mày đặt cho mày cái tên thành công để gỡ vốn lại. Tự nhiên tao đang like tao đâu ăn hết của ông của nội mày mà mày vô like tao mày chửi. Hàng này mấy bạn ơi, cứ việc thỉnh đi nha. Bạn nào thỉnh cần để comment dùm chị chữ M nha. M là khách mới, chữ C là khách cũ và số điện thoại nha. Dòng heo hai cục giá là 500.000 một dòng. Mấy bạn ơi, nhanh tay comment dùm chị đi để mà có hàng nha. Sáp nói chuyện chỉ có 700.000 thôi. Đóng cửa vô em. Trần Hồng Nạc đúng không? Siết 50 rồi, ngày tháng năm sinh. Lấy dòng heo hai cục đi, dòng heo hay cục linh hơn á. Bán hàng mà thoai dầu mê hương thì thôi, tình cảm lẫn tiền nó đều về nha. Dầu mê hương giá chỉ có 500.000 một lọ thôi, một lọ này xài được cả tháng nha. Dòng heo hay cục chữ M. Rồi cảm ơn chồng. Cái này được cho cô Linh. Dạ. Vòng heo hai cục, heo hai cục chợ thỉnh còn 500.000 nha. Bán dầu mê, bán hàng thoa dầu mê hơn được phép mua mây bán đắt rồi ta. Tao mỗi lần tao này tao kiếm phép tới cũng mệt. Đây này nha, thật sự những tỳ hưu có tác dụng là chiêu tài kích lộc gom tiền về. Đây nè mấy bạn, khi mà ai mấy bạn không có tiền rồi vòng túi tiền một cái khách mới, thấy không thiện? Người ta đang comment quá trời, con thấy không? Có, liên tục á.
Nhanh không? Xong luôn rồi đó. Tại vì xong luôn rồi đó. Tại vì xấu em bên chị Hương nè. Mà Cưng có like không? Cưng có like trong comment không? Có luôn. Em bên chị Hương nè. Những cái comment mà được chị like là những bạn đó được chốt hàng nha. Còn những bạn nào không được like là không được chốt hàng. Đây mấy bạn ơi. Mấy bạn nghĩ đi. Mình sống trong cuộc đời có tiền nhiều để làm cái gì? 800. Có tiền nhiều để cho cha, cho mẹ, cũng như là làm được những cái gì đó mấy bạn mong muốn. Thì đây nha, Hương nói nha. Đây. Mấy bạn ơi, mấy bạn nghe lời Hương, thỉnh cho Hương một tờ 2USD. Giá chỉ có 380.000 thôi. Nhưng mà mấy bạn ơi, cái tờ 2USD này nè, những ai mà biết rồi đó thì cứ thỉnh nó về, để nó trong tủ sách, đảm bảo làm gì làm tới cuối năm tự động sẽ có dư nha. Đây các bạn nhìn đi, tiền về ngập tràn. Phòng túi tiền công dụng là giữ tiền em ơi. Còn những ai nè, mấy bạn làm suốt năm bao nhiêu năm mấy bạn không có dư, thỉnh cái gì vậy mạc cầu ơi, để là giùm chị số điện, để giùm chị comment thỉnh cho chị cái tờ 2 đô. Đây tờ 2 đô này nè, giá chỉ có 380.000 thôi, nhưng mà công dụng đẻ tiền. Ai thỉnh cái này về cuối năm sắm nhà, sắm cửa, sắm xe hơi nha. Giá chỉ có 380.000 thôi. Tiệm vàng á thì nó bán là 700.000, 600 mấy, 700.000, có chỗ bán 650, có chỗ bán 700. Nhưng mà bên chị Hương thì chỉ có giá là 380.000 thôi. Bé Hoa mới hiện với mày. Hai cục hàng này là hai cục hàng. Chị bán online thỉnh gì chị ấy ẩm quá. Bán online ấy ẩm quá, thỉnh cho chị một cái tờ đô đi em. Một tờ đô với một cái phép mua mai bán đắt. Mua mai bán đắt. Đâu rồi cái phép mua mai bán đắt rồi. Cho chị mua mai bán đắt đi. Tất cả khách nào hôm nay thỉnh là đều được tặng nha. Được tặng móc khóa tài lộc hoặc là heo. Một vòng, một cái móc heo nha. Thiền ơi, mua mai bán đắt Thiền ơi. Hai đô này để trong ví được, để sau lưng ốp điện thoại được. Nhưng mà thật sự mấy bạn thỉnh cho mình hôm nay đều được tặng quà nha. Mấy bạn muốn tốt á, thì cái tờ 2 đô này đặc biệt mấy bạn đừng có để trong ví, mà mấy bạn để trong cái tủ ở nhà, chỗ nào cũng được. Tại vì nó nguyên tem của nó là một cái bộ như vậy. Mình để, mình để nguyên như vậy nè, là mình sẽ anh đặt nhẫn tỳ hưu đúng không? Thấy em ơi, chị đảm bảo 100% luôn, thỉnh về. Có nha em Vi Lê đây nè, cái này là tờ 2 đô, chị Hương còn đúng mấy chục tờ thôi. Đây nè, một cái tờ 2 đô, nó nằm trên một cái bao mẹ ăn gì vậy mày? Hùng nó đem lên. Ăn gì kỳ vậy? Hồ cao cạo. Hai thứ chị ăn không? Tụi nó đi giờ ăn uống biến thái rồi vậy. Em mờ 2 đô, 2 đô. Em mờ 2 đô đúng rồi, chính xác luôn. Trời thì lên đâu một cái comment quá là dễ thương. Em mờ 2 đô. Đó nghĩa là khách mới 2 đô tập trung chốt đơn đi ngồi đó hả cái họng mớm cười hoài. Tiền của chị cỡ bao nhiêu chị? Tiền của chị hay em? Hiện tại bây giờ chị đang cầm trên tay tầm 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ nha. Gầm 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ. Muốn nhiều, muốn có lợi thỉnh cho chị tờ 2 đô này đi. Bạn nào comment cứ comment nhanh giùm chị tờ 2 đô quyên đeo tai nghe với Hiền với Hoài, chị đeo tai nghe vô hết đi. Sáng nói chuyện giá 700 nha Nhung Trừng. Em là khách mới, chúc chị may mắn nha. Em là khách mới hay khách cũ comment giùm chị nha. Khách mới comment chữ M, khách cũ comment chữ C. Trời ơi đủ má mỏi miệng quá mấy má ơi. Làm ơn nhìn lên cái livestream giùm nha. Khách mới comment M, khách cũ comment chữ C. Giá là 380.000 một tờ đô, mỏi miệng quá. Đây một cái tờ đô như vậy là 380.000 nè em. Mờ Nhung Trần ơi comment nguyên cái comment giùm chị đi Nhung Trần ơi. Khách mới thì comment chữ M, comment lên một cái comment thôi, ví dụ như tờ 2 đô M số điện thoại đó là sẽ được chốt tờ 2 đô. Lê Thanh Lê em M là cái gì má? Bình tên đi em, Bình Dương. Chia mấy tờ giấy in cho tụi nó làm đi. Rồi rồi rồi. Tờ 2 đô là giá 380.000 nha. Tiệm vàng bán là 680, nhưng mà chị Hương cho tính thịnh chỉ có 380 thôi.
M. Rồi 2 đô làm ăn rất là được nha. La chốt bảo đảm 100%. Giá hàng là không đổi, 380.000 một tờ. Mẹ quắt còn em ơi. Em muốn mẹ quắt nào chị có mẹ quắt đó nha. Mẹ nào chị cũng có hết nha. Tư vấn hai loại trái châu đi chị. Rồi ok. Nhận hàng em hướng dẫn cho nha chị gái yêu. Bé Hiền, bé Hoàng. Bé Hiền, cho chị hướng trái châu đi bé Hiền. Châu trắng đi. Có châu vàng đây rồi nè. Em M 2 đô. 2 đô á thì giá chỉ có 380.000 thôi. Mấy bạn thỉnh tờ 2 đô về. Nếu trong năm mấy bạn không dư, chị hoàn tiền trở lại và chị dám đảm bảo một trái. Ủa nó không có cái hộp không? Không. Rồi, Mai Xuân chị để số điện thoại là đi bên em kế toán Thiện sẽ ra cho chị chốt lên từ đầu nha. Chốt những tiền hưu mà không ai chốt. Ok chị, mấy má này hàng đông quá nên nó không thèm chốt. Rồi bây giờ chị cứ comment đi em cho chốt lại đàng hoàng. Phép ngoài mấy má mấy bé Quyền lấy giường cho mấy Quyền. Tụi tao đang thấy đâu vậy? Ờ có rồi trên người chị rồi nè. Sẵn không vậy? Phép mua mai bán đắt nha, giá là 300.000. Nhẫn hồ ly chợ thịnh giá 500 em ơi, nhẫn hồ ly chợ thịnh giá 500. Trái châu có chồng em không, có vợ bé không chị? Trời má hiểu không? Câu hỏi này là sao cái qua? Trái châu có chồng em không, có vợ bé không chị? Là sao? Alo, chị trái châu có chồng em không, có vợ bé không chị? À là em sử dụng trái châu. Em cầu cho chồng em bỏ vợ bé về với em là được luôn nha. Gì vậy? Trái châu này 1.2 triệu nha, trái châu này là 1.2 triệu nè. Trái châu này cầu nhà được nhà, cầu cửa được cửa, cầu... Gì vậy anh Phúc ơi? Đóng cửa lên ngay, đừng có sao lại. Để nhận 2-3-90 ngàn chưa? Má mày hỏi bây giờ nó cũng giống tụi ngu luôn. Để mấy điện thoại tao đâu luôn rồi qua. Nhiều. Chị em đi đăng nhận 2-1 đúng không? Rồi 2-3-90. Thông tin đây. Tên gì chị? Hà, Võ Thị Hằng. Võ Thị Hằng đúng không? Ngày tháng năm sinh chị ơi. Bây giờ chị nói nha, cái tờ 2 đô này số lượng còn rất là ít. Bạn nào muốn thỉnh tờ 2 đô để có dư trong năm nay, comment giùm chị 2 USD. Số điện thoại khách mới comment M, khách cũ comment C. Mấy bạn nhanh tay lên để được chốt hàng nha. Vì số lượng có hàng, tại vì không có nhiều nhẫn tỳ hưu M. Rồi ok, khách mới Vi Nguyễn chị thấy nha. Nhẫn tỳ hưu còn khoảng 50 chiếc nha em. Giá là 250 một chiếc. Vòng heo xoay chị Hương hết hàng. Tỳ hưu may mắn trong công việc có em thỉnh cho chị dòng tỳ hưu hoặc là nhẫn tỳ hưu. Dòng tỳ hưu mà đi vô thời tiết nóng lạnh là nó sẽ đổi màu nha. Bán hàng online thỉnh gì vậy chế? Phép mua may bán đắt sử dụng như thế nào? Phép mua may bán đắt á là mình chỉ cần đem về khi nhận sẽ có hướng dẫn sử dụng. Mấy bạn ơi, trong cái cuộc sống này mình muốn mà có tiền nhiều nó rất là đơn giản. Em mờ rồi ok, Nhung Trần Dương thấy rồi nha, sắp nói chuyện 700 nha Nhung Trần. Nhẫn tỳ hưu bảo đảm có dư em ơi nè, em nhìn đi chị đeo nhẫn tỳ hưu với lại Cưng phải nhìn, mỗi lần Cưng ra Cưng không nghe tiếng thì Cưng quay qua Cưng nhìn chứ Cưng ra xong Cưng hỏi ta đi đâu ai tin ta đâu. Nè bạn ơi, thấy tiền nhiều không? Mấy bạn muốn có dư vậy để bạn thỉnh cho Hương. Trời ơi tiền mệt luôn á, thiệt cuộc đời có thiệt, cuộc đời Hương nó thì không có dư cái gì ngoài tiền hết á. Mẹ ngoắc em mờ rồi, mẹ ngoắc 500k nha Hải Hiền Nguyễn. Em thất nghiệp mà đang kiếm việc làm, em thỉnh cho chị. Không nghe hả? Cưng mở chuông điện thoại Cưng lên chưa? Em mờ 2 đô, trời má tiền nó gớm. Mấy bạn có muốn cái cảm giác mà giống như Hương không? Thiệt cũ vậy giờ chỉ biết tiền đè vô mặt chứ không biết cái quần gì hết á. Mình chỉ cần bỏ ra 380.000, mấy bạn hiểu không? Nó rất là có lợi. Tại vì mình bỏ ra 380.000, mình thỉnh một cái tờ 2 đô về. Nếu như mà từ giờ tới cuối bà năm cái gì bà xuống rồi, bà chỉ biết mày phân thuốc cho ổng chưa, em bị đợi tới sáng đến rồi. Nè nha, em nhẫn tỳ hưu nha chị ơi, em mờ rồi khách mới ok nha. Thảo gọi cho nó, Nhung Trần Cưng thấy không? Anh đặt nhẫn tỳ hưu đúng không? Đi 26 rồi điện thoại cho nó chốt. Cho em mẹ quắc là mẹ quắc gì ta?
Thì mắt đỏ. Mắt đỏ 500k. Ship 50 nha. Dung trà chị ơi. Chị làm online mà muốn bán đắt, làm online là cần nói chuyện, là mình sẽ sử dụng sắp nói chuyện nha. Hôm bữa là em bị cháy hàng cái sắp nói chuyện luôn, hôm nay là nó mới về nữa đó. Đây nè, mở nó ra dùng nó thoa lên môi mà hôm bữa chị bị cháy hàng luôn, vòng heo xay hết hàng luôn rồi nha em. Trăm ngọc vòng heo xay không về nữa, chị đảm bảo 100% luôn. Khi mà mấy bạn làm cái gì đó, tay ngón nào cũng đeo những tỳ hưu được, em đeo ngón nào cũng vừa hết. Tại vì những tỳ hưu gì đó bên chị nó co giãn nha, cho nên là tay nào đeo cũng vừa hết. Tờ hay ổ hiện chị nói cứ nghe nè, ví dụ như Facebook đi, Cưng đăng nhập trên đó mà Cưng đăng nhập hai trang là hai cái Facebook được không? Được. Tải cái Google. Đủ má gì tính không gành. Được, tải cái Google kình kình. Sám nói chuyện chỉ có 700 thôi em, nhưng mà những người bán hàng online này, những bạn đi làm sale này, những bạn đi làm nhà đất, làm cò đất rất cần có sáp nói chuyện. Tại vì đây là một cái loại sáp mà khi mấy bạn nói chuyện người ta sẽ phải nghe. Giống như Hương nói đơn giản nha, bình thường mình đi chợ mình trả giá người ta không bớt, nhưng mà khi mình xuất sáp nói chuyện, mình ra chợ mình trả giá là nó sẽ dính, người ta sẽ có thiện cảm hơn với cái lời nói của mình. Chị đảm bảo 100% luôn nha. Chị ơi nói về dây mang cổ đi, đụng nước nhiều không có vấn đề nha. Dây mang cổ chị đang đeo là dây amulet, thì mấy bạn biết không, cái đồng amulet này nó đi từ thời cổ Hy Lạp cho tới bây giờ, cho nên rất là linh ứng. Mà chị chỉ có 10 dây thôi, dây amulet này chị chỉ có 10 dây thôi, giá một dây là 1,7 triệu. Em đặt tờ 2 đô để lấy số điện thoại giùm chị nha. Hà Hà ơi, tờ 2 đô giá chỉ có 1,7 triệu thôi. Không, dòng phong thủy hai ba bữa nó về không có hết đâu. Nó nghe nè bé Hiền, đơn dòng phong thủy cứ ra đi, ngày mai ngày mốt về tới rồi đâu, hiểu không? Tại chị có đặt dòng phong thủy rồi không có hết đâu. Phép mua may bán đắt chị có mặt, mày kêu cùng chị. Em nói thiệt, khách dí mà chịu không nổi, khách dí mà chịu không nổi, hàng dí mà trời ơi, hàng dí mà trời ơi hờ. Là con đĩ khùng như nghiêng của chị nó nói. Thằng Hùng đâu rồi các bạn? Em xui quá, em muốn may mắn em thỉnh cho chị một cặp nến đốt tại vận nha. Nhẫn tỳ hưu đúng không? Được không? Thiện làm được không? Nó nghe là mấy cái tờ này tụi nó làm cho mình lại hay mặt đường rồi đúng không? Đâu lục lại thôi. Mốt em sẽ canh giấy em vừa nửa giấy rồi. Nhưng mà còn dư ở dưới thì sao? Dư mình phải, mình phải có. Nãy giờ có 2 tờ mà chị tới canh được mà. Ừ. Ý là đỡ sao vậy không? Alo chị ơi, chị có phải là cảm thấy không? Mày hay lắm, gì mày cũng hay. Chị cho em xin họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Thằng Hùng xong nó đi mua đồ cho tao nè. Chồng em có vợ bé, em thỉnh trái châu về em cầu xin. Thần bụng bự ơi, cho con cầu xin cho chồng con tên là gì đó, ngày tháng năm sinh. Chồng con đang mê muội lầm đường lỡ bước đi tới một cái gì đó, thì thần ơi giúp cho chồng con quay về, cho chồng con có được một cái cơ làm ăn hay là cái gì đó, cho chồng con yêu thương con hơn. Thần bụng bự sẽ dẫn lối cho chồng chị quay về nha. Mình tờ 2 đô Úc Thư, chị thấy rồi nha, Úc Thơ bên em được chốt rồi nha. Khách mới comment M, khách cũ comment C giùm chị nha. Điện thoại ai vậy? Nghe giùm nói đi. Nghe giùm nói đi. Tầm từ 3 tới 4 ngày có hàng nha Hạ Hạ. Chị đảm bảo 100% luôn á. Chị
Tôi Hồng để lại số điện thoại giùm chị đi, sắp nói chuyện. Gì vậy mấy thầy? Qua chơi là sao anh? Nói nghe nè, đi qua đi. Mày biết ở ngoài tiệm á, tao chỉ nè, mấy chỗ bán dụng cụ học tập á, viết bút học sinh rồi tập viết, nó có mấy cái đồ kẹp mới biết không, cái đồ kẹp giấy á biết không, cái cục màu đen á. Mày đi mua cho tao 10 cục đó đi. Em biết rồi. Tao đâu có nói mày. Mày bị khùng quá hoa. Đi mua giùm chị sạc lô. Ờ mua chị 10 cục đó đi, sạc lô cái đồ má mày chỉ sạc lô. Hoa sạc lô. Gì? Dì ơi, chị cho em thông tin đi chị. Ủa là ổn không? Mua giùm chị 10 cục Út Thơ kìa, Út Thơ hay đô rồi, ok. Có chưa? Út Thơ được chốt rồi nha em. Cho chị 10, mua chị 10 cái đó đi. Dạ, cái dòng đó giống như là về tiền, về tầng cho mình nha chị. Ba, sẵn là ăn được. Mày đeo tay phong đi đâu vậy? Đi mua đồ. Đi mua đồ đeo tay phong hả? Nghe nhẹ. Hùng ơi, dạ chị ơi, chị đặt bên hàng bên em chị nè, phải đi mua đi Hùng. Chị ơi, chị ở bên bà Hồ Xuân Hùng. Cục 5.000 10 cục. Đó thấy chưa, giờ tao thì tao dục tiền luôn nè. Chị ơi cho em thử một hộp gỗ chị em xài linh lắm chị ơi. Đó thấy chưa, Quỳnh Hân nè. Phép bên chị Hương, trời nó linh lắm mấy má ơi. Ai khách mới comment em mời, ai khách cũ comment C giùm chị nha. Vòng heo xay hết rồi em ơi. Ai khách mới comment giùm chị thêm số điện thoại tên hàng và chữ M. Ai khách cũ comment chữ C giùm chị để chốt hàng cho nhanh nha mấy bạn ơi. Quỷ đâu hả? Hơn. Rồi. 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 Hai sách. Em là khách mới hay khách cũ nha Nhung Trần? Nhung Trần em được chốt rồi nha. Xếp 50 chị gái ơi. Lọc tới cả đông nè má ơi. Nhung Trần có rồi nha, Nhung Trần đúng rồi, đó la lên vậy được có thiệt. Nhung Trần có rồi nha. Quỳnh Hân ơi comment ở trên luôn. Quỳnh Hân ơi, Quỳnh Hân là thỉnh học gỗ khách mới á Hùng thiệt. Gì vậy? Là bị gì? Là bà đó bà bị nước lộn, bà bị gì nói coi. Tối giờ nó bên bệnh đang tối bà bị nước lộn. Nhiều không? Qua đưa chị đưa đây, chị kéo cho qua. Mày sâu lồn quá thì ngơ của tao không sáng là hai mấy view rồi thì. Nè mấy bạn, đơn này lấy những tiền hưu không nè mấy bạn ơi nhanh tay lấy những tiền hưu nè, coi đơn nè. Những tiền hưu không có nha mấy bạn, còn nữa này nha. Nè những tiền hưu không nè mấy bạn. Bạn nào mua cái gì là phải để M hay đô rồi. Bạn nào mua cái gì phải để tên lại nha, để tên món hàng nha, chứ để tên cái số điện thoại không là bên chị không có gọi nha, tại vì bên chị đang rất là nhiều đơn. Thỉnh nhận tiền hưu để nhận tiền hưu số điện thoại và nhẫn tiền hôn số điện thoại cho chị nha, còn để không không là chị không có gọi nữa nha mấy bạn, đây nè rất là nhiều. Bạn nào thỉnh nhẫn tiền hôn để nhẫn tiền hôn, thỉnh dòng để dòng, thỉnh sắp nói chuyện để sắp nói chuyện thì bên chị mới biết được mà chốt đơn nha mấy bạn ơi. Dòng này mà nó thơm vậy à. Thì Linh Bích Trâm có rồi nha, quản lý Thiện đó là Thì Linh Bích Trâm có rồi. Chốt hết rồi đó. Thì video là tao chi vậy? Là chốt được hết không? Nói nghe nè, cái tờ này chốt hết rồi, đưa lại cho anh Thiện. Anh Thiện anh tiếp. Đưa lại cho Thiện anh tiếp, đừng. Em mờ 2 đô thì lên chị thấy rồi nha. Dòng heo 2 cục, xui quán thỉnh nến đốt giận đi bạn. Phải không? Phải không? Má mười mấy chai của chị mà tôi cũng khỏe hết chắc chứ. Nói nhưng mà chị tốn tiền. Cảm ơn chị nha. Ờ. Nó dụ gì mua cho nó cái máy tính 110 mấy triệu. Xong nó lại bây giờ có cái máy tính rồi nhân viên. Xong rồi nhân viên
anh Hoàng đúng rồi, tối tao cho anh Phúc trả lời tới 3 giờ sáng mà đâu còn được. Không có tối gì với anh Phúc làm tới 3 giờ sáng luôn á. Sao vậy? Sống hết rồi. Tụi em giống nóng đồ, nóng đồ. Chí bà ơi, mẹ hôn miếng ơi, chậm dẻo quá vậy. Ông hôn miếng đi, hôn miếng. Chăm nó ngoài, mẹ nó vừa vừa, chăm nó ngoài, để ấy nước cho bà. Mẹ hôn miếng, mẹ thương. Trời, mẹ má cho có chín số điện thoại. Nó lên mẹ tắt. Lên được mấy cái trò ô với chân kìa. Lấy cái chân mà lấy được chiều cao rồi. Mẹ cho nó. Nó vô ít, không? Nào, con lên vô ít. Alo đi, alo mày, alo đi, alo. Alo. Lấy được chiều cao. Anh ngày mai để đàn tứ cô Linh qua lá cô Linh. À sao mà ngày mai cô Linh nghỉ nha. Vì ngày mai cô Linh phải đi chơi chiều 5 giờ mới ra sân bay. Chết mày nghỉ ngày chết đi luôn. Không phải là không ăn cơm đốt thì thôi chị qua chị đi chợ xong chị về được không? Ví dụ sáng mà sớm 6 giờ qua đi chợ xong rồi về 9 giờ 8 giờ về. Ý là đi chợ nấu cơm rồi sẵn xong rồi đi về. Một tiếng 2 tiếng gì thôi. Đi chơi mà. Tao không biết là Linh ý là Linh hiểu không, hay gì 7 giờ Linh đi thì 6 giờ qua Linh đi chợ Linh nấu cơm cái rồi Linh về. 6 giờ ai mở cửa. Em Phúc với em mở cho. Chị vô nấu cơm rồi nấu đồ chó cái rồi đi về vậy thôi. Ờ nếu là sẽ làm cái cháo cho chị em đốt chiếc ăn rồi vậy thôi. Ờ. Đang nó túi lên rảnh rồi. Năm rưỡi là mấy người nữa ra xuống mai rồi. Năm giờ rưỡi thì qua đây giữ chiếc làm chuyện nhà đấy. Ừ, chị qua chị giữ giùm em làm này nọ, công chuyện nhà đồng lắm. Tại vì một ngày không có chị ở đây đâu, rửa chén thì kia rồi. Ờ cũng được, tại vì em không có. Rồi má ơi, con đang lai má ơi. Trời, con chim uống nù à. Ai nhắn tin cái gì vậy? Tư vấn phép là bây giờ muốn tư vấn cái gì? Bây giờ là em nói thiệt, nhân viên em nó đang chửi. Tại vì đơn hàng nhiều quá, nó làm không có kịp. Nó chửi, giờ nó nào nấy nó ngồi nó cầm biếu lỏ mắt nó ra, nó chốt đơn thấy mẹ nó luôn vậy đó. Mua may bán đắt, thỉnh phép mua may bán đắt 300k nha. Tại vì số lượng có hạn. Phép gà vàng nè, phép này để trong người giúp cho mình mua may bán đắt làm gì làm. Chứ em lụm cái em để với hoàng thờ ông địa của em. Để cho đắt ca, Nguyễn Vy có chốt chưa? Chốt cho em chưa? Nguyễn Vy em đặt gì vậy Nguyễn Vy? Nguyễn Vy ơi, chốt cho em rồi Vy ơi. Nó trả lời vậy đó. Nó kêu tên như ba hồn chính vía cũng phải quay về nữa. Em bán hàng online thỉnh heo hai cục được, nhưng mà heo hai cục còn không? Heo hai cục còn không? Heo hai cục còn không? Heo hai cục. Heo hai cục còn mới qua ơi, bé qua à. Còn 5 cái heo hai cục nha. Dầu mê hương đây. Dầu này giúp mua may bán đắt, giúp cho mình mọi sự đều được chú ý. Giá của dầu mê. Ai? Nguyễn Vy. Nguyễn Vy chốt rồi, quản lý Mai đã chốt rồi, là chốt rồi kìa, khách kìa. Sao bé? Chưa em. Em thỉnh gì? Em thỉnh gì? Phòng gì con? À, cho dòng heo hai cục đi qua. Alo. Alo. Sáp thoa môi dầu thoa cổ em. Dầu thoa cổ. Nói chuyện với người khác phái thì dùng thêm sáp nói chuyện em. Quyên Quyên tháo tay phone cho Quyên.
Nè tư vấn giúp chị cái Huy. Lẹ 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 khách này tư vấn nghe đi. Nghe đi. Alo. Chị cần sao chị nói lại chứ. Hè nãy chốt chưa? Hè. Hè hè được chốt rồi nha hè hè. Cái combo hồ ly á thì sáp thoa môi dầu thoa cổ. Thì chị cũng đem về có sáp thoa môi dầu thoa cổ. Nha. Chị dầu thoa cổ hơn sáp thoa môi. Em thỉnh hộp gỗ bên chị về rồi đẹp lắm. Hộp gỗ bên chị chẳng những nó đẹp mà nó còn linh. Ủa sao tiền sốc ra hết rồi. Tiền này tiền lẻ trong bóp em. Heo hay cục giá 500. Cầu xin gì được cái đó. Người ta lấy tin nhắn, người ta lấy đơn khách, người ta vô kìa, nó coi gì, tánh anh kỳ quá à. Bởi vì em má tối nay em phải sử dụng combo hồ ly cho anh ngậm miệng mới được. Mẹ em nấu ăn muốn đắt khách thịnh cho chị hộp gỗ 800 ngàn nha. Cái này dễ không em? Dễ không? Dễ không? Dễ không gọi đơn gì gọi dễ không gọi trên này. Hỏi gói nhiều khi đen lướt trên like á mình mất cái comment. Cái không thấy được comment đó, cái lát nữa là gói hết. Hả chốt em tờ 2 đô nó tờ thiện. Thiện. Rồi em thấy rồi, em đi vô. Hạ thêm tờ 2 đô má thiện như này. Má thiện giờ bây giờ chị tưởng tượng giống như cưng nghĩ là tụi chị đen cất hết. Chị không nói câu sao nha thiện. Đó em ghi 2 tờ 2 đô luôn. Đó nghe có lần chị like là âm sầm hết. Không nhưng mà con hiểu không? Là không có thằng thiện là tụi mình đem cất hết. Thôi không mấy hèn, nhờ có thằng thiện, mấy hèn. Anh thiện ăn hết. Làm không có dư, thỉnh cho chị tờ 2 đô 380 ngàn về là sẽ có dư nha. Đảm bảo 100% luôn. Cái tờ 2 đô này nè, năm ngoái đó khi mà chị ra tiệm vàng, chị đổi tiền cho chị Thái á. Chị thấy có một cái cô đó, cô Thịnh. Ủa, cô lên ép nấu chim chưa? Cô lên chưa, cô lên em bỏng chiếc, nó ngủ rồi. Cô Thịnh cái tờ 2 đô này về. Lúc đó đó là chị thấy ngoài tiệm vàng nó bán là 680 ngàn một tờ. Cái chị mới bấm bụng, chị cũng mua về. Mà từ cái ngày chị mua cái tờ này về là chị mua được căn nhà 5 tỷ. Và tiếp theo, năm vừa rồi, chị để thêm cái tờ này nữa. Chị để thêm cái tờ này nữa nha. Cái năm vừa rồi chị mới mua thêm một cái tờ này nữa thì năm vừa rồi lại sắm tiếp một căn nhà 8 tỷ nữa. Đó, cho nên mấy bạn hiểu không? Chỉ có 380 ngàn nhưng mà rất là linh. Chị đảm bảo 100%. Tư vấn làm cách nào cho khách đông hơn. Khách đông á chị thỉnh cho em một cái phép mua may bán đắt này, một cái tờ 2USD nha. Thì đảm bảo với mấy bạn luôn, sẽ có của dư, của để cũng như là có nhà, có cửa. La gì vậy Thiện? Đúng rồi, Thiện la đi, Thiện la được mà. Cho Thiện la đi. Chứ giờ mày nghỉ một tháng với Hiền. Mấy Hiền, một tháng chị lên cho Thiện 200 ngàn. Rồi mày nghĩ gì là tiền nó để làm gì là để nó ngồi nó la. La được, tao muốn 5 phiếu mà. Sáp nói chuyện 700 ngàn nha. Sáp nói chuyện 700 ngàn nha. Ủa bé đó mua gì vậy? Khách từ Quế vô. À, xin việc làm. Ở dưới Bình Tân á, là đi xin nó bị lừa mấy triệu. Và bây giờ nó còn 300 ngàn, 700 ngàn nó qua đây mua đồ. Để nó được may mắn cho mấy người kia đừng có lừa nó nữa. Mà xin cái gì mà vô, đi xin việc làm không có tiền rồi. Còn kia phải cộng 3-4 triệu. Rồi sao bữa con cho hình gì vậy? Tờ 2 đô, thỉnh tờ 2 đô 380 ngàn thôi. Không làm gì thỉnh 2 đô, rất là may mắn nha. Thấy tớ không, Ngọc Yến, rồi mấy má im cho mình Thiện nói kìa. Ngọc Yến, 2USD, rồi ok nha. Chốt rồi là nó la lên nha. Ai có tên là được chốt nha mấy bạn. Thỉnh 2 đô gì? Gì? Em chửi cái Hiền. Thỉnh 2 đô về rất là may mắn, thề. Giá chỉ có 380 ngàn một tờ thôi. Ba ba một xẹt 8 Trần Sân Soạn, phường Tân Kiện, quận 7. 7 ngày bỏ vô trong ví, không phải bỏ vô trong tủ sắt. Làm cái gì làm tự nhiên tới cuối năm bảo đảm có dư.
Nếu như thật sự nha, bạn nào thỉnh về mà không có dư mình hoàn tiền luôn cho mấy bạn. Mua tờ đâu nữa dồn đơn Nguyễn Bích. Mua tờ đâu nữa mà dồn đơn kìa. Ngủ không nghỉ mẹ mình đơn em phải chốt rồi ngủ. Anh con nhỏ hang chưa rồi? Nguyễn Bích tờ của em. Anh Nguyễn Bích tờ của em. Alo. Alo. Chị ơi, chị có phải là Nhung Trần không? Thèm trà liếc tông và phát quá rồi không? Nguyễn Bích nè. Trời ơi, tiền hôn rồi đó. Giờ dồn đơn tờ 2 đô. Giờ đơn gửi cho em rồi con. Nguyễn Bích nè. Chị biết qua số điện thoại này giúp em gia đình đang chút like á, cảm với em. Tờ 2 đô á. Vậy giờ Nguyễn Bích, Nguyễn Bích ai chốt đơn đó rồi? Tờ đầu á. Tờ đầu tiên ai giữ vậy ạ? Nguyên. Nguyên nó biết, gọi nó nghe, gọi nó đem nó. Nguyên. Dạ. Nguyễn Bích dùng tờ 2 đô. Biết rồi. Có nghe không Nguyên? Nghe. Đủ lắm mày điếc hay gì mà em nghe vậy Nguyên? Nghe, có Nguyễn thấy Nguyễn Bích nè. Chị thỉnh tờ 2 đô nhé em, Loan Trần ơi, chị là khách mới hay khách cũ vậy chị Loan Trần ơi? Nguyễn Bích đâu kìa, nó nói Nguyễn Bích đâu kìa má kìa. Chốt thêm tờ đi. Ghi tên lên đi, đứa nào chốt tờ nào ghi tên lên đầu như vậy đi. Mai. Đúng rồi, nó biết quản lý nào chốt để chữa cho dễ. Ghi chữ Mai vào ngày hôm nay luôn, nay ngày mấy, ghi lên. Để có gì trừ tiền cho dễ. Thằng mặt lồn hùng kêu mua con heo đâu rồi, con heo nhét tiền phạt của mấy bay đâu hết rồi. Tao phải có con heo. Nhân viên đẻ cũng nhà trẻ. Hùng. Này. Mai, em bán hai. Đúng rồi đó. Là sao giờ Bích Nguyễn Bích, Nguyễn Bích dùng tờ 2 đô. Nguyễn Bích, 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 Bích. Nè. Tờ 2 đô. Giờ sao? Dùng tờ 2 đô chứ sao. Dầu Mê Hương, Tiên Lê gọi chốt cho em nha Tiên Lê ơi, Tiên Lê cà thiện. Thấy rồi, không làm gì thỉnh thôi. Hùng, mày là người chở cái bệnh nãy giờ anh cho mấy đẹp nói chị Hương gửi Tết năm Tết, cuối Tết chị Hương lấy. Cái gì? Gửi cái bệnh đó. Bình bông đó, tới Tết chị Hương lấy. Cho mấy đẹp mượn chân đỡ. Không có đẹp dưỡng hết đó con. Không có bán. Đưa đây rồi. Mày mua gì vậy Hùng? Mua giấy giấy tờ. Giờ mày nhanh đi mày đưa tao cái đồ. Đó rồi, rồi đúng rồi cái kẹp nè. 24.000 hộp. Đâu của chị bao nhiêu vậy? Của chị 110 mấy nghìn. Đi nè đi Hùng. Hùng đi cho mấy đẹp đi. Đúng không? Nè, cái cây cây đúng không? Cây cà lăm đúng không? Mua cái này hết tiền, mua 110 mấy nè. Ê, chị thấy cái này tiện đó nè mấy Hoa. Cái này đó là dùng đó là tụi con nhiều đơn, tụi con kẹp, tụi con làm tụi giấy nhỏ, tụi con ghi trên đây, chữ Mai, chữ Hoa, chữ gì đó là biết cái sắc đơn đó là của ai, của ai. Hiểu không mày? Vậy cũng chị là thấy đồ, màu mẹ gì? Có tiêu. Dạ. 81.000 nữa. Là sao? Tao kêu mua hộp mua dữ vậy. Hết túng rồi, hết túng rồi mua thêm. Tao đéo biết tự mua tự trả tiền, tao đéo không kêu. Tao không biết đâu anh Hòa. Mày tính gì vậy bánh cho tao đi hộ. Rồi nè, anh tính nè. Bình bông sao chở? Vài ngày trước mày trả vừa không? Lấy đơn cho tao anh kìa. Tại em nghe nhà chút tập cái chết mẹ em rồi nè. Chị có muốn thỉnh không? Tao buồn đấy chứ. Tao buồn đấy chứ. Đụng nó bự lắm á ma. Mà nay nó mọc dưới cái trời, đập đá đi Hùng. Mày thích đeo ba, ba bữa nào mày cho thằng này đeo nơ một con ơi. Ngọc Bích tao nãy ai lấy đơn, con nào lấy đơn, lấy gầy. Hùng mày đi nha, mày kinh cái bình vô ảnh cho bà đẹp đi, mày làm lẹ lên đi Hùng. Con này nè, con này nè. Ê, mới nhảy rồi bà. Người ta đứng giao hàng, nó rồi đứng nhảy. Ba đeo đi chơi à? Là đi hôn với chị. Đầu năm thêm cưới, cuối năm thêm rồi. Này giống gì vậy? Xuân Hương à, đơn của em đâu? Trời sao tao biết? Đơn nãy con nào bút ra? Ai chốt đơn của bé Ngọc Bích kìa cho thêm chở cho bệnh cho em đó là chị Hương gửi Tết vô rồi. Trời ơi, đơn nó hết rồi, đưa nguyên tên đơn đây. Quán nhớ nói là Tết vô lấy nè. Ngọc Bích sợ. Lạch chay. Nhưng với đây là đưa em hả? Nè, giờ anh nói luôn nè, đơn của con nào con đó tự ghi. Đúng rồi. Dạ rồi, cho là mua kẹp hết rồi tự phân đi. Con nào phải lấy quyền thì sẽ tự ghi. Đóng hàng tự đóng, sai hàng bả trừ tiền rồi ok, không có. Ok, con gà đen bán hàng nhiều nhất lại lên đơn đi má. Cái gì? Bình thường, lên đi thì con bị nè, bó ngồi xưng khôn, không ai lên giùm đâu, tự lên. Lên đơn thì thảy
chị đơn đồng ý đó. Lên hết tao không có thời gian đơn lên đơn tao cứ đưa cho mấy quà lên sai tao chịu sao chị đơn của chị cưng lên cho chị đâu ừ thì chị nói gì đâu bình thường cho tao đưa cho đứa nào cũng phải được này nè cái này nè Sài Gòn rồi mình tự em không có ý bây giờ nè đơn nè em chia nè tên nè giờ em ngồi em chia hiểu không? Em ngồi em chia ra thì là của Quyên là Quyên tự làm của bé Hiền mới Hiền tự làm khi nào có bận á thì nhờ bé Hiền nó làm giùm cũng được ý là có bận thì đưa qua hiểu không nói chung là mình đang làm nhưng mà đứa này bận thì đứa kia có thể nhờ cho hỗ trợ nhau cũng không có vấn đề gì hết ở nhà giữa con thỉnh tờ $2 đi em chỉ cần một tờ duy nhất 380.000 thôi lọc lá về đây mày mở cửa mày nói giùm tao đi cái bình nó 700 mà góp cái lời trừ nó 7 triệu tháng luôn á cái này chỉ có 380.000 thôi nha. Mày kiếm ở quận 8 có chỗ nào bán trà tắc mua giùm tao ơi 2, 4, 5, 6, 7 6 đứa bỏ mày ra anh Phúc nữa 7 ly lấy tiền cho ông ê hồn 8 ly trà tắc là nhiêu tao đéo biết dù gì hết nha hồn chị ơi chị sao chị sao chị đang làm nông chị thỉnh cho em một tờ $2 đi sao á nhiên nghe nói đi chị hôm qua đêm mà in 22 đêm anh Phúc ngồi đếm cô mấy mày được may mà 10 triệu là anh chị sao cũng im hết gì hơn ủa sao mày không nghe lo đi mày sao chị alo để với nhỏ không được đâu anh rồi anh nhắn tin số nó qua cho em đi bây giờ tao ngồi tao like mày nghe gì cũng không được nữa tao không có làm được luôn nữa qua cho em đi đó tao đưa cái dây phone thì gắn dây phone vô nghe đi anh hiểu không ai vậy xui xẻo được sao anh đẩy vô nhưng mà phải chỉnh cái khuôn ở trên cái chị chị thiệt cái tờ giấy á cắt làm đôi hết được lại cái tần số điện thoại qua cho em đi cảm ơn cái tờ giấy mà cắt làm đôi cho mình bỏ vô đây mình chỉnh tự máng tự chỉnh cho mình thôi thử đi mình chỉnh cái máy mình chỉnh cho anh mình chỉnh cho mình đó nó có cái khuôn á chị mua chị xài hết a chị mua rồi mua anh nhỏ mua giấy khác rồi nó có giấy anh gì giấy A nhỏ cỡ nè 1/4 cái tờ giấy này thôi mốt cái chị về cái chị in cái này ra cái nữa chị hỏi giờ con điện thoại Phong Vũ đi con kêu qua em mua giấy mà bự quá về muốn đổi cỡ nhỏ điện hết đi đổi em bù tiền vô coi em chị rồi điện thoại đi qua qua hiểu không qua hôm qua là em mua giấy nhưng mà em khui một thùng rồi nghe nè em khui một thùng rồi còn một thùng em chưa 4 thùng em chưa có khui nghe không bây giờ 4 thùng đó em muốn đổi giấy nhỏ bằng phân nửa của tờ ngày hôm qua em mua phân nửa thôi đừng có mua nhỏ quá à đó tao đéo với cái alo gì ai biết nhân viên chị không có tiền em ơi bé qua bây giờ chị nói gì cũng có nghe không bé qua chốt cho chị chưa Hải Hiền Nguyễn chốt chưa Thiện từ từ có người gọi chị Hải Hiền Nguyễn ơi bên em đang rất là đông chị cứ việc trông chờ người ta thường hay nói đợi chờ là hạnh phúc đó chị bé qua mày gọi cho thằng Phong Vũ mày kêu nó là giấy hôm qua mua về muốn đổi đi bằng giấy phân nửa của tao đó chưa ra giấy sao gọi nó được phải không em copy số điện thoại rồi chưa ra giấy nhiều chưa 10 số 11 số chị bị không cái gò nó đủ nó nhìn bên mà chị mệt ngày đầu á mấy má 7 số rồi đó thôi giờ ta